Pháp sắp đổ hộ Ukraine, Kiev bị phương Tây sầu xế. Hóa ra, Nga không phải kẻ xâm lược. Chào mừng quý vị đến với kênh tin tức quốc tế hiểu rõ trong 5 phút. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn nhận một vấn đề vô cùng nóng hổi và cũng đầy bất ngờ về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Cuộc chiến vốn đã kéo dài đến năm thứ ba mà vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục tranh cãi về ai đúng ai sai, chúng ta sẽ cùng phân tích một khía cạnh khác của tình hình hiện tại. Liệu ai thực sự đang xâm lược Ukraine, Nga hay phương Tây? và điều gì sẽ xảy ra với một quốc gia thiếu vững lập trường như Ukraine. Ukraine thực sự bị ai xâm lược, sự thật bất ngờ. Khi nhắc đến từ xâm lược, hình ảnh mà chúng ta hầu hết nghĩ đến ngay là quân đội Nga tràn qua biên giới Ukraine vào năm 2022, khởi đầu cho một cuộc chiến tàn khốc đã gây ra sự mất mát không thể đo đếm. Hàng chục nghìn sinh mạng bị thức đoạt, nhiều thành phố và cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề. Trong bối cảnh đó, nhiều người cho rằng Nga chính là kẻ xâm lược rõ ràng, Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, ta có thể bất ngờ nhận ra rằng Ukraine dường như đang bị phương Tây xâm lược nhiều hơn cả Nga. Để hiểu rõ quan điểm này, ta cần quay lại khái niệm xâm lược. Trong nghĩa truyền thống, xâm lược là hành động một quốc gia đưa quân đội vào lãnh thổ quốc gia khác với mục tiêu chiếm đóng hoặc chinh phục. Đây là điều mà Nga đã làm khi tiến hành chiến dịch quân sự vào Ukraine. Nga đã sử dụng sức mạnh quân sự để giành quyền kiểm soát một phần lãnh thổ Ukraine, và cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra với tổn thất không nhỏ cho cả hai bên. Tuy nhiên, trong thời đại hiện đại, xâm lược không chỉ giới hạn ở hình thức quân sự, nó có thể diễn ra dưới hình thức xâm lược chính trị, một phương thức tinh vi hơn, không cần sử dụng súng đạn nhưng vẫn có thể kiểm soát được quốc gia khác. Đây là loại hình xâm lược mà phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đang thực hiện tại Ukraine. Xâm lược chính trị là gì? Đó là việc một quốc gia mạnh thay vì sử dụng quân đội dùng tiền bạc ảnh hưởng kinh tế và quyền lực chính trị để thao túng các nước yếu hơn. Mục tiêu của họ không phải là chiếm lãnh thổ trực tiếp mà là kiểm soát từ bên trong thông qua việc thay đổi chính phủ hoặc điều khiển các quyết định chính sách quan trọng. Khi chính phủ của quốc gia bị xâm lược chính trị đã bị thao túng, họ sẽ phải tuân theo chỉ đạo của quốc gia mạnh hơn mà không có quyền tự quyết thực sự. Điều đáng nói cuộc xâm lược chính trị này thường diễn ra mà không gây ra chiến tranh quy mô lớn nhưng hiệu quả của nó có thể còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Ukraine hiện tại đang rơi vào thế khó một bên là xâm lược quân sự từ Nga, một bên là sự xâm lược chính trị từ phương Tây. Mỹ và các nước đồng minh phương Tây đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn lên chính phủ Ukraine, khiến nước này mất đi quyền tự chủ trong nhiều vấn đề quan trọng. Washington và các nước phương Tây đã nắm quyền kiểm soát nhiều khía cạnh chính trị và kinh tế của Ukraine, biến kỳ ép trở thành con cờ trong cuộc chơi quyền lực của các siêu cường quốc. Như vậy, câu hỏi về ai thực sự xâm lược Ukraine trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Nga có thể là kẻ xâm lược quân sự rõ ràng, nhưng Phương Tây, với sự can thiệp chính trị sâu sắc, cũng đang đóng vai trò không kém phần quan trọng trong việc điều khiển Ukraine từ xa. Ukraine không chỉ bị tấn công bởi quân đội mà còn bởi quyền lực chính trị, kinh tế của phương Tây, khiến nước này rơi vào một cuộc xung đột không có hồi kết và mất đi sự độc lập cần thiết. Ukraine, một cổ hai chồng Ukraine đang phải đối mặt với một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử hiện đại của mình, khi đất nước này bị mắc kẹt trong tình thế một cổ hai chồng. Đây là cách mà tình hình chính trị và quân sự hiện nay của Ukraine được mô tả, bởi quốc gia này đang bị áp lực nặng nề từ hai phía, Nga và phương Tây. Trong thứ nhất nằm trong tay Nga, quốc gia đã chiếm đóng 24% lãnh thổ phía đông của Ukraine, bao gồm các khu vực chiến lược như Donetsk, Luhansk và Crimea. Việc Nga nắm giữ các vùng lãnh thổ này đã diễn ra từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào năm 2022 và kéo dài đến nay. Đây là kiểu xâm lược quân sự truyền thống nơi quân đội Nga tiến vào thiết lập sự kiểm soát trực tiếp trên mặt trận và duy trì quyền lực thông qua sự hiện diện quân sự. Việc Nga chiếm đóng một phần lãnh thổ Ukraine không chỉ mang lại lợi thế về mặt chiến lược mà còn giúp Moscow khẳng định sức mạnh chính trị của mình, đồng thời tạo áp lực lớn đối với Kiev trong việc phải tìm cách giữ vững sự toàn vẹn lãnh thổ. Tuy nhiên, trong thứ hai và cũng là chồng siết chặt hơn lại nằm trong tay phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Dù không chiếm đóng bằng vũ lực, phương Tây đã thành công trong việc kiểm soát phần lớn 76% lãnh thổ còn lại của Ukraine bằng các biện pháp chính trị và tài chính, thông qua việc thúc đẩy các giá trị dân chủ và hứa hẹn sự thịnh vượng. Mỹ và các đồng minh đã tạo ra ảnh hưởng sâu sắc đến chính phủ Ukraine, khiến Kiev dần dần mất đi sự tự chủ trong nhiều vấn đề quan trọng. Các quyết sách về chính trị, quân sự và kinh tế của Ukraine giờ đây đều phải tuân theo sự chỉ đạo từ Washington và các đồng minh phương Tây sự xâm lược của phương tây không giống như cách nga tiến vào ukraine bằng quân đội mà là thông qua một chiến lược tinh vi hơn sử dụng quyền lực mềm và tài chính mỹ và phương tây vẽ ra một viễn cảnh giàu có phát triển nếu ukraine gia nhập cộng đồng phương tây họ đặt ra những lời hứa về viện trợ kinh tế chính trị và quân sự tạo nên một bức tranh hào nhoáng mà ukraine khó có thể cường lại tuy nhiên điều mà kiev không nhận ra ngay từ đầu là đằng sau những lời hứa hẹn đó là một thòng lọng dần siết chặt nền độc lập của quốc gia này Ukraine đã rời vào bẫy, dần dần từ bỏ sự độc lập chính trị và trở thành một con bài trong trò chơi quyền lực của phương Tây. Bước cuối cùng trong kế hoạch xâm lược chính trị này là đưa một người dễ bị điều khiển lên làm Tổng thống Ukraine. Và đó chính là lý do tại sao Volodymyr Zelensky, một diễn viên hài nổi tiếng nhưng thiếu kinh nghiệm chính trị, lại được Mỹ và phương Tây hậu thuẫn để trở thành nhà lãnh đạo của quốc gia này. Zelensky có tài năng thu đám đông nhưng lại thiếu sự rèn luyện chính trị cần thiết để đối phó với tình thế phức tạp mà Ukraine đang gặp phải, đối với Mỹ và phương Tây, Zelensky là một lựa chọn lý tưởng, một nhà lãnh đạo dễ dàng bị kiểm soát, người mà họ có thể thao túng để thực hiện các chính sách có lợi cho phương Tây. Zelensky đã trở thành biểu tượng của cuộc đấu tranh giữa Nga và phương Tây trên mảnh đất Ukraine. Ông không chỉ thay mặt phương Tây chỉ trích Nga mà còn biến Ukraine thành chiến trường cho cuộc đối đầu giữa các siêu cường. Dưới sự lãnh đạo của ông, Ukraine đã phải đối mặt với nhiều thách thức hơn bao giờ hết khi cả hai chồng Nga và phương Tây đều siết chặt hơn từng ngày. Như vậy, trong cuộc chiến này, Ukraine không chỉ bị xâm lược bởi Nga theo cách truyền thống mà còn đang bị xâm lược một cách tinh vi hơn bởi phương Tây. Kyiv giờ đây không còn toàn quyền quyết định số phận của mình mà phải lệ thuộc vào các thế lực lớn từ cả hai phía. Điều này khiến Ukraine rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nơi mọi động thái đều bị chi phối bởi những người bên ngoài và sự tự chủ của quốc gia này ngày càng trở nên mong manh hơn. Nga thực sự không phải kẻ xâm lược. Khi nhìn từ một góc độ khác có thể nhận ra rằng Nga không phải là kẻ xâm lược đầu tiên trong cuộc xung đột với Ukraine. Thực tế Nga chỉ hành động để đáp trả những tác động từ Mỹ và phương Tây, những thế lực đã can thiệp sâu vào Ukraine. Một quốc gia có vị trí địa lý chính trị quan trọng nằm giữa Nga và NATO. Khi Moscow chứng kiến Ukraine dần nghiêng về phía phương Tây, đặc biệt là với sự can thiệp mạnh mẽ của Mỹ, họ nhận ra rằng sự an ninh quốc gia của mình đang bị đe dọa trực tiếp trước viễn cảnh Ukraine trở thành một phần của NATO hoặc ít nhất là nằm dưới sự kiểm soát chính trị của phương Tây, Nga đã buộc phải hành động. Cuộc chiến mà Nga phát động không phải là một cuộc xâm lược đơn thuần để chiếm đất, mà là một nước cờ chiến lược nhằm bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của họ, ngăn chặn phương Tây, đặc biệt là Mỹ, tiến sâu hơn vào khu vực gần biên giới của Nga. Đối với Moscow, việc giữ Ukraine ngoài tầm ảnh hưởng của NATO và phương Tây là tối quan trọng để duy trì thế cân bản chiến lược trong khu vực. Tuy nhiên, phương Tây đã khéo léo biến cuộc xung đột này thành một cái cớ để đẩy Nga vào thế đối đầu với thế giới. Truyền thông phương Tây với sự hỗ trợ của các chính phủ đã thành công trong việc tạo dựng hình ảnh Nga là kẻ xâm lược đầy tham vọng, không quan tâm đến chủ quyền của các nước láng giềng. Dù vậy, sự thật có vẻ phức tạp hơn nhiều. Chính Mỹ và phương Tây đã gây hấn trước bằng cách thao túng chính trị Ukraine và đưa nước này dần dần rơi vào quỹ đạo của họ, đe dọa đến sự ổn định và an ninh của Nga. Trong bối cảnh đó, Nga đã không thể ngồi yên nhìn Ukraine trở thành một công cụ của phương Tây ngay sát biên giới mình. Hành động quân sự của Nga có thể bị lên án, nhưng nó cũng là một phản ứng trước sự khiêu khích chính trị của phương Tây. Nga không phải kẻ đầu tiên tạo ra căng thẳng trong khu vực này, mà là quốc gia tìm cách bảo vệ lợi ích chiến lược của mình trước sự bành trướng của NATO và Mỹ trong khu vực Đông Âu. Ukraine mất lập trường và quyền tự chủ, hậu quả của việc chọn phe. Ukraine với vị trí chiến lược đặc biệt nằm ở giữa Nga và NATO lẽ ra có thể duy trì vai trò trung lập và trở thành một vùng đệm quan trọng cân bằng giữa hai cường quốc. Nếu Kyiv biết khai thác vị trí vàng này một cách khôn khéo, họ có thể giữ được sự cân bằng giữa hai thế lực, làm cho cả nga và phương tây đều phải thương thảo để đạt được những điều kiện có lợi nhất cho Ukraine. Đáng tiếc, thay vì theo đuổi chính sách trung lập, Ukraine đã quyết định nghiêng về phương tây, làm mất đi cơ hội giữ thế cân bằng và đẩy đất nước vào một cuộc xung đột không hồi kết. Khi Ukraine quyết định chọn phe, Họ đồng nghĩa với việc đối đầu trực tiếp với Nga, một quốc gia có quyền lợi và tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực. Hệ quả của quyết định này là sự leo thang của chiến tranh. Chiến tranh không chỉ là vấn đề lãnh thổ mà còn là cuộc chiến ý thức hệ giữa phương Tây và Nga với Ukraine ở giữa làm chiến trường. Bằng việc chọn phương Tây, Ukraine đã bước vào cuộc xung đột mang tính toàn diện, từ chính trị, quân sự đến kinh tế, làm đất nước kiệt quệ và mất dần quyền tự chủ. Việc mất lập trường trung lập đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng Ukraine không còn khả năng tự quyết trong chính sách của mình khi phần lớn các quyết định lớn từ chiến lược quốc phòng đến kinh tế đều phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ và chỉ đạo của phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Kiev không thể tự mình đưa ra các phương án giải quyết xung đột hoặc thương thảo với Moscow bởi quyền lợi của phương Tây gắn chặt với chính sách của họ. Điều này làm giảm đáng kể khả năng của Ukraine trong việc phục hồi hòa bình và ổn định quốc gia. Sự mất quyền tự chủ của Ukraine không chỉ dừng lại ở lĩnh vực chính trị kinh tế của đất nước cũng phụ thuộc vào các khoản viện trợ và gói hỗ trợ từ phương Tây, làm Ukraine dần trở thành con cờ trong trò chơi quyền lực của các cường quốc lớn. Sự mất tự chủ này đồng nghĩa với việc Ukraine khó có thể tự định đoạt số phận của mình trong các cuộc đàm phán hòa bình, khi mà các bên liên quan đều có quyền lợi quá lớn trong việc kiểm soát và ảnh hưởng đến quốc gia này. Tóm lại, việc mất lập trường trung lập đã đẩy Ukraine vào tình thế không thể thoát ra khỏi vòng xoáy chiến tranh và sự phụ thuộc. Đất nước này giờ đây không chỉ mất quyền kiểm soát lãnh thổ mà còn mất cả quyền tự quyết trong chính sách và tương lai của mình. Phương Tây đang dần sâu xé Ukraine Lúc đầu, sự can thiệp vào Ukraine chủ yếu đến từ Mỹ khi Washington đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tài chính và chính trị cho Kiev. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, các quốc gia phương Tây khác cũng dần tham gia vào cuộc xung đột với những động thái ngày càng rõ ràng và quyết liệt hơn. Một trong những nước đi đáng chú ý là Pháp, khi Tổng thống Emmanuel Macron liên tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn về việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tình báo Nga đã phát hiện ra rằng Pháp sẵn sàng điều động 2.000 binh sĩ đến Ukraine, mặc dù con số này không quá lớn trong tổng thể cuộc chiến, nhưng đó là một tín hiệu cho thấy Pháp đang muốn can thiệp sâu hơn vào tình hình xung đột tại đây. Sự can thiệp của Pháp gợi nhắc về một chương đen tối trong lịch sử Đông Dương khi quốc gia này từng lấy danh nghĩa giúp đỡ Việt Nam trong thời kỳ thuộc địa, với lý do mang đến văn minh và tự do. Pháp đã đô hộ và khai thác tài nguyên của Việt Nam suốt nhiều thập kỷ. Nếu Ukraine không tỉnh táo và sáng suốt, rất có thể họ sẽ đi vào vết xe đổ của quốc gia từng chịu ách đô hộ, bị xé nhỏ và kiểm soát bởi các cường quốc phương Tây. Nhưng Pháp không phải là quốc gia phương Tây duy nhất đang nhắm đến Ukraine. Anh và Ba Lan cũng đã công khai ý định can thiệp quân sự. Anh đã có những tuyên bố rõ ràng về khả năng gửi quân đội đến để giúp đỡ Ukraine tiếp tục chiến lược gia tăng sự hiện diện của phương Tây tại khu vực này. Đồng thời, Ba Lan quốc gia từng chiếm giữ lãnh thổ Ukraine trong 400 năm cũng không ngần ngại thể hiện tham vọng của mình. Động thái của Ba Lan khiến nhiều người lo ngại về khả năng các nước lớn sẽ lợi dụng xung đột để mở rộng ảnh hưởng của mình lên lãnh thổ Ukraine. Những lời hứa hẹn về hỗ trợ từ phương Tây có thể mang đến sự giúp đỡ ban đầu cho Kiev, nhưng mặt khác cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc các cường quốc phương Tây can thiệp sâu vào cuộc xung đột có thể khiến Ukraine mất đi quyền tự chủ và biến họ thành con cờ trong trò chơi quyền lực toàn cầu các quốc gia như Pháp, Anh và Ba Lan không chỉ đơn thuần gửi quân đội để bảo vệ Ukraine, mà còn có thể nhắm tới mục tiêu chiến lược lớn hơn, bao gồm việc mở rộng ảnh hưởng chính trị và quân sự trong khu vực. Nếu ký ép không thể duy trì được sự tỉnh táo và chủ quyền trong các quyết định chính trị, họ có nguy cơ trở thành nạn nhân của các cuộc sâu xé từ phương Tây, giống như cách mà nhiều quốc gia từng trải qua dưới bàn tay thực dân trong quá khứ. Bài học trong Ukraine khi các quốc gia phương Tây bắt đầu đưa quân vào Ukraine, một thực tế có thể thấy rõ là họ sẽ không dễ dàng rút lui. Lịch sử đã cho chúng ta nhiều ví dụ rằng, một khi các cường quốc đặt chân vào một vùng đất, việc rời đi gần như là điều không thể. Đối với Ukraine, nguy cơ đó càng hiện hữu khi xung đột kéo dài và sự hiện diện của các nước lớn ngày càng sâu rộng. Kết cục có thể dẫn đến việc Ukraine bị xé nát, 24% lãnh thổ đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga và phần còn lại có nguy cơ bị phương Tây, gồm Mỹ, Pháp, Anh và Ba Lan chia nhau kiểm soát câu chuyện này không chỉ đơn thuần là về sự mất mát lãnh thổ mà còn là mất đi quyền tự chủ và độc lập trong chính sách ukraine đã chọn phe và giờ đây họ đang phải đối mặt với những hậu quả nặng nề thay vì giữ vững lập trường trung lập để có thể cân bằng giữa hai thế lực kiev đã nghiêng hẳn về phía phương tây và điều đó khiến họ dễ dàng bị cuốn vào những trò chơi quyền lực của các quốc gia lớn Bài học rõ ràng cho Ukraine là sự vững vàng về lập trường và sự độc lập trong các quyết định chính trị, không chỉ bảo vệ chủ quyền mà còn đảm bảo một tương lai ít phụ thuộc. Một khi mất đi sự cân bằng, Ukraine đã tự đặt mình vào thế bị động và cái giá họ phải trả chính là sự kiểm soát và chia rẽ bởi các thế lực ngoại bang. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine không chỉ là một cuộc chiến về lãnh thổ mà còn là một cuộc chiến quyền lực giữa các cường quốc. Trong cuộc chiến này, Ukraine không chỉ bị Nga tấn công quân sự mà còn bị phương Tây xâm lược chính trị, và kết quả của sự xâm lược này có thể sẽ là một Ukraine bị xé nhỏ, mất đi quyền tự chủ và trở thành con cờ trong tay các cường quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện này trên kênh Hiểu Rõ Trong 5 Phút. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để cập nhật những tin tức nóng hổi và bình luận thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.